Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Ngọc Lĩnh đến từ công ty nhạc cụ Minh Phụng. Và trong clip ngày hôm nay, mình xin giới thiệu đến các bạn một thương hiệu Nerd. Đây là một sản phẩm đang được phân phối độc quyền tại công ty nhạc cụ Minh Phụng. Và mình sẽ cho các bạn xem. Một dáng vấp rất là cổ điển, phải không nào? Như các bạn đã thấy đấy, đối với những các bạn học sinh, sinh viên, nếu có niềm đam mê với âm nhạc, nhạc cụ nhưng lại không có điều kiện để sở hữu cho mình những cái đàn piano điện hay cao cấp, thì mình nghĩ sau lưng mình đây chính là một sự lựa chọn hoàn hảo. Vậy thì hãy cùng mình xem cái đàn này có gì đặc biệt nhé. Và sau đây mình sẽ cho các bạn nghe thử âm thanh tiếng đàn của cái đàn này như thế nào nhé. Nghe cũng khá là hay đấy nhỉ. Theo các bạn thì như thế nào? Ngoài 88 phím piano cơ bản ra thì các bạn có thể sử dụng được các chức năng như là chỉnh độ nhạy của phím đàn, đó là Touch, có thể chỉnh được tăng giảm tông là Transpose và máy đếm nhịp. Ngoài ra là còn có thể chia được âm thanh của cây đàn ra làm hai, chức năng bè và hợp âm. Ngoài ra trong cây đàn này còn có những bản nhạc demo có sẵn, các bạn có thể nghe trong lúc thư giãn. Và những khi ồn ào thì các bạn có thể chơi đàn bằng phone. Đây là một chức năng cực kỳ tiện lợi khi mà các bạn cảm thấy muốn yên tĩnh hoặc là không ảnh hưởng đến những người xung quanh. Đây là cộng in cộng out, có thể giúp cho các bạn kết nối được với những âm thanh bên ngoài, những thiết bị âm thanh bên ngoài giống như là loa. Và có thể sử dụng USB, cổng USB này để làm nhạc trên máy tính. Vậy chỉ với 11 triệu, các bạn có thể sở hữu ngay một cây piano điện full box bảo hành lên đến 12 tháng với đầy đủ các chức năng có thể hỗ trợ cho các bạn trong việc học tập các việc và đam mê làm nhạc. Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh chân đến với nhạc cụ Minh Phụng. Các bạn sẽ được giá ưu đãi tốt nhất. Và để sở hữu cây đàn này, hãy liên hệ ngay đến hotline ngay bên dưới video này nhé. Xin chào các bạn. Và quan trọng hơn nữa, hãy nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho tụi mình và có động lực để tụi mình ra được nhiều video mới và hay hơn nữa nhé. Xin chào các bạn. Hẹn gặp các bạn trong video clip tiếp theo.